Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu với cắt Herorun đầu tiên nhé, thằng bạn nhé. Ok, let's go. Ok, để cái gì đây? Ok, let's go thôi. Tránh đi các bạn. Ok.
Sang cái tiếp theo, bắt tụ bò răng. Yeah.
Lâu thanh nhỉ. Wow. That's so good. Sang cái tiếp theo, cứ sập đi. Ba cái đây là bánh à? Ok, ok thôi chúng ta sang. Ok, chúng đi. Đấy các bạn, đây, game này sẽ là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ sang xe xe gớt. Ok, dùng đi rồi. Đây, chúng ta hết này. Đấy, hết rồi các bạn.
bạn có cần đi cùng không? Được không? Mình sẽ chạy bộ thôi. Cái xe bùm như cái xe tông này, cái xe tai nạn này bạn. Cái người sao không? À, tôi cũng bị chăn này. Tạm hình được bãi xịt. Cũng năm không giảm nữa sao? Nhất quá. Cô rồi cái ông đi luôn. Ok. Tuyệt vời. Sang cái tiếp theo. Một sự master. Player 1, choose. Bị nổi các bạn. Đi tiền chung. Con rắc bay chắc cái bao giờ cũng bị nổi, chắc cập nhật lại chứ. Ok, đặt tù ra ho tù ra. Wow, được sao cái gì? Thằng tin cái à? Cái sao sẽ game tiếp theo. Nghĩa là rất tâm sắc cơ. Wow. Wow. Hmm.
Ok, chương trình của các bạn kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. 1, 3.